Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lộ Tư cực xinh xắn bên Từ Khai Sính, ngọt ngào chẳng kém thời đóng Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Trong loạt ảnh mới của phim Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử, phản ứng hóa học mà Từ Khai Sính, Triệu Lộ Tư tạo ra khá ngọt ngào. Ekip sản xuất của Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử vừa hé lộ loạt ảnh ngọt ngào đầu tiên của Triệu Lộ Tư, Từ Khai Sính. Trong ảnh, Triệu Lộ Tư gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào chẳng kém cảnh thời đóng phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Triệu Lộ Tư không hổ là tiểu hoa đán sinh sau 95 nổi tiếng bậc nhất, khi nhất cử nhất động của nữ diễn viên trên phim trường đều được truyền thông Hoa ngữ quan tâm nhiệt tình. Trong loạt ảnh mới, phản ứng hóa học mà Từ Khai Sính, Triệu Lộ Tư tạo ra khá ngọt ngào. Triệu Lộ Tư xinh xắn, trẻ trung, còn Từ Khai Sính lại tạo ấn tượng bởi nét điển trai đúng chuẩn mỹ nam ngôn tình. Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hoa Thiên. Trong phim, Triệu Lộ Tư vai nữ chính Tăng Kỳ, Từ Khai Sính vai nam chính Yến Vân Chi, Nhậm Hào vai nam phụ Trác Văn Viện và Trương Nguyệt vai nữ phụ Tống Giai Âm. Nội dung bộ phim xoay quanh một nữ đệ tử đã dám lấy thân phận nữ nhi của mình để đến học ở trường học nổi tiếng. Trong thời phong kiến, đây là sự khác biệt to lớn, hầu như gây nên địa chấn cho các cánh mày râu. Trong các phim cổ trang từng xuất hiện trước đó, đa phần là nữ sẽ cải nam trang để đi học, còn đằng này vai diễn Tăng Kỳ của Triệu Lộ Tư lại ngang nhiên cắp sách đến trường mà chẳng ngại sự dè bỉu, nghi ngờ từ người xung quanh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.